Hello everyone, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng mình gặp phá từ game đầu tiên nha. Subway Surfer. Let's go. Let's go. Đi rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai. GTA Vice City. Let's go. Tommy Vercetti. Shit.
Didn't they never let him out? He kept his head down. Helps people forget. People will remember sooner. I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shovels shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Okay, let's go. Đây là chỗ lưu game. Còn kia là chỗ các bạn sẽ phải nhận nhiệm vụ. So let's go. Hey, where's your car, honey? Chiếc xe khá là ngon. Get some sleep, he says. So, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ đến chỗ quần áo kia. Hai bộ đồ khá là đẹp lắm. Làm một bộ cơm lê thôi. Where the hell am I? Sai rồi. I need room to move. Nice bike. Sau đó các bạn sẽ đi đến điểm màu cam cơ. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. So there he is, huh? I got you a nice little place to stay, Tony. So let's go. Thank you.
This is it, Tony. Home sweet home. Let's go. Almost got his wallet. Ok, đẹp trai rồi. Tiếp tục nào, thôi đi ra ngoài thôi. Now take me to my place. Apartments cost money, Tony. Ok, được xong tiền. Sau đó các bạn sẽ ra chiếc V này, tiếp tục làm tiếp nhiệm vụ tiếp theo. So ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái game tiếp theo. GTA 3. Let's go. Ok. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. Vừa trốn khỏi trại ra, và bây giờ thì mình sẽ phải đi thôi, đốt chiếc xe cũ đi rồi. Place right here. Let's get off the street and find the danger close. I know this guy. He's connected. His name's Luigi. Me and him go back, so I can probably get you some work. Come on, let's head over there. Thank you.
Let's go around the back and use the service door. Okay. Let's go. Hi, I'm Messi. You're Messi, okay. Được 1.500 tiền. Sau đó các bạn cứ thế làm nhiệm vụ tiếp theo và mua cho mình một căn nhà. Hoặc là các bạn sẽ phải thay đổi kiểu tóc và ăn mặc đẹp trai hơn. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Hotel Tiran. Let's go. Hết đạn rồi. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tới cái tiếp theo. Ba la la con. Oh man. Okay.
Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Miller Cast. Đây là một tựa game 2D khá là hay và hot trong những năm vừa qua, và có rất nhiều bạn trẻ yêu thích tựa game này. Đây là một tựa game sinh tồn, các bạn có thể chế cho mình những vận dụng cũng như xây cho mình một căn nhà rất là đẹp. Ok, let's go. Hoặc các bạn có thể chơi cùng bạn bè, hoặc là tạo cho mình một bản đồ riêng, xây dựng những ngôi nhà đẹp, hay cũng như là các bạn sẽ phải tạo dựng cho mình một nơi thật là yên tĩnh. Và mình đang xây dở căn nhà này rồi. Bây giờ tiếp tục mình sẽ xây trên này. Tiếp tục nào. Rất là cao. Ok. Và tiếp tục đó chính là chật gỗ. Các bạn sẽ dí thẳng vào đây. Đây là những chú ngựa này. Rồi. Và vào đây, mình sẽ chế đồ. Bỏ cái này vào đây xem nào. Rồi. Ok, mình sẽ để cái này vào đây đi. Cái nào không cần thiết thì mình sẽ để vào trong này. Ok. Sau đó thì mình sẽ xây nhà tiếp. Và lúc nào các bạn cần cửa sổ thì lúc ấy các bạn sẽ xây sau. Tạo cho mình một căn nhà riêng và khá là đẹp mắt. Ok, khá là dài. Một mao, một chú ngựa. Nó ăn cỏ ở chỗ này, tài thật. Đó, ok. Đó, các bạn sẽ xây vậy. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo. Một tựa game cũng Millicast. Và đây là một tựa game khá giống với tựa game vừa rồi. Let's go. Các bạn cùng mình khám phá tựa game này nha. Ok. Một bản đồ cũng khá là đẹp. Download game rồi. Play. Oh, đây rất nhiều trò. Mình thử vào trò này xem. Không biết là trò này như thế nào đây. Ok. Rồi. Wow, đồn. Bao đồn. Báo qua đồn liên tục nhờ. Trò này cũng khá giống trò Minicat kia. Đây cũng là một tựa game sinh tồn. Ok. Mà gỗ ở đây rất là nhiều và rất phong phú luôn. Và đây là một nơi xây dựng nhà rất lý tưởng. Ở giữa đây như là một đồi mà lại thẳng đứng luôn. Khá là đẹp. Một vùng đất khá là yên tĩnh. Và mình sẽ chuẩn bị chế độ nào. Ok. Thử xem như thế nào. Cash. Đó là chế những tấm gỗ này. Ok. Chế tất cả nhà đá. Đó. Rất là nhiều luôn. Và các bạn sẽ phải xây dựng. Bây giờ đầu tiên là các bạn phải lấy những tấm gỗ rồi đó. Và khi đủ gỗ thì các bạn sẽ xây dựng lên mình một ngôi nhà. Rồi. Every case. Đó, ok.
Cái này tạo ra được 9 miếng. Đó, được 16 miếng. Và đây là tấm gỗ các bạn đã chế ra. Ok, rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại bạn trong clip tiếp theo.